Ngày 16 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối tượng Hờ Miễm Niê, 54 tuổi, trú tại xã Y Tu, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là Y Khai Niê, 27 tuổi, con trai của bà Hờ Miễm. Theo cáo trạng, Y Khai Niê sống cùng ba mẹ nhưng lười lao động, thường xuyên tụ tập ăn nhậu cùng bạn bè. Để có tiền ăn nhậu, Y Khai Niê nhiều lần cầm cố xe máy, xin tiền mẹ. Khi bà Hờ Miễm không cho tiền thì Y Khai Niê chửi bới dọa giết. Ngày 3 tháng 3, sợ bị con đánh nên bà Hờ Miễm đưa cho Y Khai Niê 500.000 đồng để đi ăn nhậu. Đến khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 3, Y Khai Niê đe dọa nếu bà Hờ Miễm không cho 5 triệu đồng sẽ giết chết anh trai. Vì bị Y Khai Niê nhiều lần chửi bới mình và dọa giết người thân trong nhà, nên sau khi thấy Y Khai Niê ngủ, bà Hờ Miễm dùng búa đánh liên tiếp nhiều lần vào nghịch tử làm nạn nhân tử vong. Ngày 7 tháng 3, nhận thấy hành vi của mình là sai trái, người mẹ đã ra đầu thú tại công an xã Y Tu. Ngày 16 tháng 7, cầu tạm Long Bình 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh vừa thử tải trọng thì bất ngờ bị sập ngay nhịp giữa. Trước sự cố trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh Nguyễn Văn Tâm có thông báo tạm dừng lưu thông qua cầu. Thời gian tạm dừng lưu thông bắt đầu từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm 2024, kể cả ngày và đêm. Tuy nhiên, người đi bộ, xe thô sơ và xe hai bánh sẽ được lưu thông qua cầu tạm này. Theo ông Nguyễn Văn Tâm, cầu tạm Long Bình 1 rộng 3,5 m được làm bằng sắt, thi công vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, được xây dựng để người dân lưu thông trong thời gian chờ thi công cầu Long Bình 1. Sáng nay, đơn vị thi công thử dùng 2 xe tải, mỗi xe 5 tấn để thử tải thì xảy ra sự cố như trên. Đơn vị thi công phải thử tải trọng lớn để đề phòng trong quá trình lưu thông vào ban đêm. Nhiều xe có tải trọng lớn cũng sẽ đi qua cầu này. Sáng ngày 16 tháng 7, bác sĩ Huỳnh Minh Dính, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương ra soát lại toàn bộ vụ việc một bệnh nhân ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tố bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng lại cắt buồng trứng. Theo báo cáo ban đầu từ lãnh đạo bệnh viện, các bác sĩ tham gia ca mổ đã thực hiện đúng quy trình. Khi vào ca phẫu thuật, nhận thấy tai vòi của bệnh nhân bị hoại tử, phải cắt để tránh bị vỡ, viêm phúc mạc. Các nhân viên y tế thực hiện ca mổ đã liên hệ với người nhà bệnh nhân nhưng không được, sau đó đã tiến hành hội chẩn liên khoa để thực hiện phẫu thuật. Theo xác minh ban đầu cho thấy, thông tin cho rằng bệnh nhân đau ruột thừa nhưng bác sĩ cắt nhầm buồng trứng là hiểu lầm, thực tế buồng trứng của người bệnh vẫn còn. Hiện người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn, bụng mềm, ăn uống tốt, vết mổ khô, tiểu tiện bình thường. Ngày 16 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 264 xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Khẩn trương tổ chức giải tỏa thu hồi ngay diện tích rừng bị phá, lập hồ sơ trồng lại rừng, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7, kiên quyết không để các đối tượng canh tác sử dụng diện tích rừng bị phá. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh tại lô 14, 16, khoảnh 4, tiểu khu 264, địa phận thôn 9 xã Mê Linh, lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, có hàng trăm cây thông ba lá bị các đối tượng cưa hạ nằm la liệt. Quá trình kiểm kê, cơ quan chức năng xác định có 143 cây thông trồng năm 1997, diện tích rừng bị tác động là 1.372 m2, khối lượng lâm sản bị thiệt hại là 16,879 m3. Đến sáng ngày 15 tháng 7, Công an huyện Lâm Hà đã xác định được hai đối tượng Trương Văn Thương, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Đông Anh 3, thị trấn Nam Bang, và Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1993, trú tại thôn 9 xã Mê Linh, cùng ở huyện Lâm Hà, gây ra vụ phá rừng trên nhằm mục đích lấy đất sản xuất. Ngày 16 tháng 7, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, mặc dù đã được các y bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Hà Nội tận tình cứu chữa, nhưng do bỏng quá nặng, anh Dê, sinh năm 1985, là nạn nhân trong vụ cháy tại tổ 14, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình đã tử vong vào đêm ngày 15 tháng 7. Đến thời điểm này đã có 3 nạn nhân tử vong do hỏa hoạn.
Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an phường, người dân phá cửa kịp thời, đưa được 4 người bị nạn trong một gia đình ra khỏi đám cháy. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai cháu bé đã tử vong tại phòng ngủ tầng 3. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 7, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của trưởng phòng cảnh sát giao thông Đồng Nai về việc chặn bắt một đối tượng nam giới tuổi từ 25 đến 30, phạm tội giết người đi trên xe ô tô con, nhãn hiệu Civic, màu sơn đen, biển số 29A69015, đang trên đường bỏ trốn, khả năng sẽ qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ban chỉ huy trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan đã chỉ đạo tổ cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát chặn bắt. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7, tổ công tác tuần tra đến km 20 400 quốc lộ 51, phát hiện phương tiện có các đặc điểm giống mô tả khả nghi trên đang lưu thông hướng Long Thành về Biên Hòa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã dừng được phương tiện, mở cửa khống chế ngay đối tượng giết người nguy hiểm trên và đưa người, phương tiện về trụ sở trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan để phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành điều tra làm rõ. Qua khai thác sơ bộ ban đầu, đối tượng khai tên Bùi Trung Công, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành vẫn tiếp tục thẩm vấn điều tra đối tượng. Đồng thời, trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan làm thủ tục để bàn giao người, phương tiện cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ theo thẩm quyền.